Xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Siêu bão Nepatak đổ bộ vào Taiwan và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Gia tăng số người chết và bị thương vì sét đánh tại nhiều địa phương. Người dân vẫn rất chủ quan trước hiện tượng tự nhiên nguy hiểm này. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện bỏ ngay quy định nội bộ về vận chuyển người bệnh sau vụ xe cấp cứu chở bệnh nhi hấp hối về Nghệ An bị giữ tại Cổng Viện Nhi Trung ương. Năm cảnh sát Mỹ thiệt mạng sau khi bị phục kích bởi những tay súng trà trộn trong đám đông biểu tình ở Dallas. Ấn Độ bắt đầu bán ra dòng điện thoại thông minh có giá chỉ tương đương với 3 bát phở bình dân tại Việt Nam. Rạng sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, siêu bão Nepatak đã đổ bộ vào huyện Tai Tung ở miền đông vùng lãnh thổ Taiwan, mang theo mưa to và gió lớn, làm tê liệt mọi hoạt động của người dân nơi đây. Tính đến thời điểm hiện tại, siêu bão đã cướp đi sinh mạng của 2 người Taiwan và khiến 66 người khác bị thương. Sau khi quét qua Tai Tung, bão Nepatak đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối và cột điện đổ rạp. Toàn bộ mái tôn bị tốc và bị thổi bay đi. Nó bị gió quăng từ phía trước rồi lại ra phía sau. Sau đó là mưa và nước tràn hết cả vào nhà. Chúng tôi không ai ngủ nổi vì quá sợ. Tâm trạng của người dân nói chung là sợ hãi. Cả đêm qua chúng tôi không ngủ được. Tới lúc nửa đêm gió rít ầm ầm và mưa xối xả. Chúng tôi rất sợ. 20 năm rồi tôi mới thấy một cơn bão mạnh đến thế. Cơ quan thời tiết Taiwan thông báo, cơn bão đầu tiên trong năm nay đã đổ bộ vào lúc 5 giờ 50 phút giờ địa phương, tức 4 giờ 50 phút giờ Hà Nội, với sức gió giật lên tới 234 km/h. Taiwan ước tính gần 9.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt. Khoảng 1.800 người trong số đó đã ở trong các điểm tạm trú. Mưa bão cũng khiến 97.000 hộ gia đình mất điện, với hơn 70.000 hộ vẫn chưa có điện tính đến trưa ngày 8 tháng 7. Đại diện hai sân bay chính ở Taipei cho biết đa số các chuyến bay nội địa bị hủy, trong khi 365 chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Toàn bộ các thị trường tài chính, trường học và văn phòng được yêu cầu đóng cửa trong ngày hôm nay, 8 tháng 7. Dự báo bão Nepatak sẽ đi vào Trung Quốc vào sáng ngày mai, 9 tháng 7. Cũng trong ngày hôm nay, dù không quét qua Philippines, ảnh hưởng của bão Nepatak cũng khiến nhiều khu vực ở thủ đô Manila chìm trong nước lũ. Siêu bão Nepatak hình thành từ một vùng áp thấp ở phía nam đảo Guam. Những cơn bão như Nepatak thường xuất hiện khi trời ấm, thời điểm không khí ẩm bay lên khí quyển và tạo thành mây sau khi ngưng tụ. Hệ thống mây này và gió tiếp tục phát triển và xoay nhanh hơn cho tới khi trở thành một cơn bão. Nepatak mạnh lên sau khi vượt một chặng đường dài qua vùng biển ấm. Tuy nhiên, sức bão đã giảm sau khi di chuyển qua vùng nước tương đối lạnh. Dù vậy, trước khi đổ bộ vào Taiwan, Nepatak đã được tiếp thêm sức mạnh vì đi qua một vùng biển ấm khác. Nepatak có đặc điểm hình khuyên, có nghĩa là nó có mắt lỗ kim và thường bị biến động lớn về cường độ. Thông thường, những cơn bão rất mạnh không sở hữu một con mắt rộng. Dù vậy, điều này vẫn có thể xảy ra, đặc biệt với những cơn bão hình khuyên như bão Nepatak. Tàu cá cùng 7 ngư dân Quảng Bình đang đánh bắt trên biển thì nghi bị tàu hàng đâm chìm. Sau đó, những ngư dân này đã được tàu hàng cứu và báo về gia đình. Tuy nhiên, sau 5 ngày, không có thêm bất cứ thông tin liên lạc gì thêm, khiến gia đình các thuyền viên hết sức lo lắng. Trước đó, vào chiều ngày 4 tháng 7, vợ thuyền trưởng chủ tàu QB3917TS nhận được thông tin từ một hãng bảo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh là tàu QB bị tàu hàng Philippines đâm chìm. Sau va chạm, tàu hàng đã cứu vớt 7 ngư dân lên và tiếp tục hành trình về Singapore. Hiện gia đình các thuyền viên đang rất lo lắng khi suốt 5 ngày qua đã không liên lạc được với các ngư dân bị nạn. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình cho biết đã nắm được thông tin về sự mất tích của 7 ngư dân.
Cơ quan này đã gửi văn bản đến Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để trao đổi với phía Philippines, xác minh làm rõ sự việc và sớm tìm ra những ngư dân Quảng Bình bị mất tích. Trở lại với vụ việc cột thu phát sóng đặt tại nóc tòa nhà Thăng Long Four ở số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bị gãy đổ khiến một người chết xảy ra vào hôm 6 tháng 7 vừa qua. Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có hàng ngàn cột thu phát sóng được các đơn vị thuê tận dụng lắp đặt trên nóc các công trình xây dựng sẵn có của người dân. Việc quản lý thiếu sát sao cũng như công tác bảo dưỡng, sửa chữa bị xem nhẹ đang khiến những cột sóng này trở thành hiểm họa với người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão này. Căn nhà của gia đình anh Phạm Tuấn Duy nằm lọt thỏm giữa hai chiếc cột thu phát sóng. Đây cũng là lý do vì sao anh Duy và người thân luôn phải sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Công trình này nó cũng cũ rồi, thì cũng không biết là chất lượng bây giờ nó như thế nào. Thì bây giờ kiểu sửa mới hơn chút thì nó sửa mới hơn đi thì có thể thì gia đình em có thể yên tâm hơn một chút, thì nó không gặp những cái tai nạn như là trên mạng người ta hay nói. Bây giờ mưa gió rồi mà chất lượng nó cũng cũ rồi thì chuyện cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không chỉ gia đình anh Duy, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại những khu phố khác cũng luôn trong tình trạng thấp thỏm không yên khi mà những cột thu phát sóng giống như lưỡi hái tử thần sẵn sàng giáng xuống đầu. Sợ, nó chả biết làm nào được, mà nó đến thì phải chịu thôi chứ còn. Trước mấy nhà sát cạnh này người ta thuê xong là người ta có con nhỏ, nó cũng phải sợ, nó bỏ đi. Tại vì là sợ nó là ảnh hưởng sức khỏe. Mình cũng biết thế nhưng mà cũng chả làm gì được. Mình người dân thấp cổ bé họng, mình có lên tiếng chả làm gì được. Chỉ có chính quyền nó tham gia thì được. Mình bán hàng ở đây cũng đã là ảnh hưởng mưa bão này. Ở đây nếu mà mưa bão cây cối thì có ít, nhưng mà những cái đấy là trên cao mà nó xả xuống đây không biết được nó vào chỗ nào, nhưng mà chị rất là lo vì hôm nọ trời mưa nhá. Cô thì cứ giữ ô mình đứng ở đây để chéo sang nhìn đây, mình không để ý đâu, nhưng mình nhìn thấy bảo chết rồi, chỗ này mà có cái này mà mưa bão thế này mà không an toàn thì mình cũng không biết được điều gì xảy ra. Rất là lo sợ. Ở đây trường học này, dân này rất là đông, đi lại mà nó là cái chợ cóc ở đây. Mà bác lại bán hàng ở đây lâu mấy chục năm nay rồi chứ không phải 1-2 năm nay đâu. Bác bán ở cái chợ này trên 45 năm nay rồi. Mà có cái cột này ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại là hàng ngày đấy chứ không phải gì cả. Chứ còn đổ gãy thì chưa cần nói, nó là sức khỏe hàng ngày thôi. Còn tốt nhất là cứ dẹp đi cho nó xong. Đừng có mà để lợi nhuận vào cho một nhà mà cuối cùng ảnh hưởng cho hàng bao nhiêu con người. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trên cả nước có gần 150 cột thu phát sóng cao hơn 100 mét. Vàng chục nghìn cột thu phát sóng có chiều cao dưới 100 mét. Đặc biệt tại các đô thị lớn, tỷ lệ cột thu phát sóng rất dày đặc. Tuy nhiên cho đến nay mới có gần 70 cột thu phát sóng cao hơn 100 mét được kiểm định chất lượng. Còn các cột thu phát sóng có chiều cao dưới 100 mét mới chỉ đang trong quá trình rà soát số lượng để phân loại, lập kế hoạch kiểm định bảo trì. Riêng tại Hà Nội có tới hàng ngàn các cột anten thu phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ có chiều cao từ 20 đến 30 mét, được cố định bởi nhiều sợi cáp trên nóc các tòa nhà cao tầng. Sau sự việc xảy ra tại tòa nhà 105 Láng Hạ, thì giờ đây cột phát sóng đã song hành cùng những chiếc cần cầu, trở thành lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu người dân. Trước khi nào số người chết vì dông sét nhiều như trong mùa hè năm nay, dông sét không chỉ gây ra nỗi đau, mất mát mà đã trở thành tên gọi cho nhiều làng quê ở nước ta. Cùng phóng viên VTC14 tìm về nơi được mệnh danh là ngôi làng trời đánh ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để xem người dân nơi đây đối mặt với hiện tượng thời tiết nguy hiểm này như thế nào. Đã hơn 15 năm trôi qua, thế nhưng khi nói đến dông lốc hay sấm sét, ông Hoàng Văn Bình ở xã Sơn Lộc đều cảm thấy đau xót và ám ảnh. Một buổi chiều định mệnh, cơn dông kèm sấm sét đã giáng xuống, cướp đi sinh mạng của đứa con trai đầu lòng của ông và làm bị thương nhiều người trong làng. Các cháu đi trấu là khoảng chừng 6-7 đứa chứ đó. Khi nửa bạc đến thì coi như là 6-7 đứa chứ. Nhưng mà cháu đi qua thì là coi như đi ngồi trên xe đạp thì vướng sét. Đồng thời thì có mấy đứa đó thì có một cháu là cùng người với xóm đó. Đi trấu là cùng bị sét mà lại vướng trong dòng nước. Cho nên là sau khi vượt lên thì rồi lại hồi tỉnh lại.
con cháu một con của bác thì là ở trên khố cho nên là không cấp cứu nổi. Theo người dân nơi đây, khu vực này hầu như năm nào cũng có người chết và bị thương do sét đánh. Thống kê 15 năm qua, trong số gần 50 người bị sét đánh ở hai xã Sơn Lộc và Việt Xuyên, có đến gần 30 người thiệt mạng. Từ đó, cái tên làng Trời Đánh được người dân đặt tên như để cảnh báo đến toàn dân trong làng không được chủ quan trước mưa dông. Không chỉ trâu bò, lợn gà, những vật dụng thường ngày của bà con như đài, tivi, nồi cơm điện cũng bị sét đánh hỏng như cơm bữa. Về mùa này là trời mưa vào bên chiều, về bên đô là khí nó không có sấm sét. Và cách đây khoảng chừng 7-8 năm đối với trước á, thì hầu như năm cũng có người bị sét đánh bị thương chết. Rồi có một số thì gia súc gia cầm nữa. Có một trò mưa là sét chuột, kể cả trong nhà có tủ lạnh và có tivi là về trập cầu giáo, sét chuột không dám ra qua nhà. Có lẽ không làng quê nào lại có nhiều cột thu lôi như ở Sơn Lộc. Cả xã có gần 1.800 hộ thì có đến 30% số hộ có hệ thống thu lôi vĩnh cửu. Ngoài ra, nóc đình, chợ làng hay trường mầm non đâu đâu cũng có cột thu lôi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, phần lớn đều đã xuống cấp, hoen rỉ nên không chống được sét bao nhiêu. Trước tình hình như vậy thì anh em địa phương cũng đã bằng nhiều cách. Trước mắt là tuyên truyền, sau đó là đề xuất, đề nghị với các cấp các ngành. Và đến cuối năm 2003 thì được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh và giao cho Sở Khoa học Công nghiệp Môi trường về khảo sát. Và sau đó thì tỉnh đã có hỗ trợ cái dự án làm cái hệ thống chống sét trên địa bàn. Mặc dù thì đã có, nhưng mà so với cái mong muốn thì chưa đạt được bao nhiêu vì mới làm được tập trung một số điểm trọng yếu thôi. Hàng năm vào khoảng thời gian lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên thì người dân xã Sơn Lộc lại cuống cuồng tránh sét. Đối với vùng quê khác, đó có thể là dấu hiệu được mùa, nhưng với người dân nơi đây, đó là giai đoạn mưa dông hoạt động mạnh, họ lại sống khổ dưới tầm búa của thiên lôi. Hơn 1.200 hộ dân hiện đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm ở ven sông, ven biển bị sạt lở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được di dời. Đây là nội dung nằm trong phương án quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố này. Các hộ dân được di dời sẽ chuyển đến các điểm dân cư hiện hữu hoặc khu tái định cư tập trung trên địa bàn quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ. Trong đó bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư di dời sạt lở trên địa bàn hai xã Phước Lộc và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ với tổng mức đầu tư 355 tỷ đồng. Dự án di dời 44 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc quận Thủ Đức tại các phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước với tổng mức đầu tư 3,96 tỷ đồng. Dự án di dời 108 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc huyện Bình Chánh tại hai xã Bình Hưng và Tân Nhật với tổng mức đầu tư là 9,72 tỷ đồng. Dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai cho 388 hộ dân thuộc huyện Cần Giờ tại các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Long Hòa, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp và thị trấn Cần Thạnh với tổng mức đầu tư 34,92 tỷ đồng. Được biết đây đều là những dự án được ưu tiên đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn này. Sau vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương chuyển bệnh nhân đang hấp hối về quê ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện bỏ ngay quy định nội bộ về hạn chế người nhà lựa chọn dịch vụ vận chuyển người bệnh ra viện xin về. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thừa nhận có tình trạng thiếu kiểm soát trong hoạt động vận chuyển người bệnh ra vào một số cơ sở khám chữa bệnh. Vì thế, Cục yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ra soát và gỡ bỏ ngay, nếu có, các quy định nội bộ về hạn chế người bệnh và người nhà lựa chọn dịch vụ vận chuyển bệnh nhân. Cụ thể, đối với trường hợp chuyển viện cấp cứu cần sự trợ giúp y tế, nhân viên bệnh viện phải giải thích cho người bệnh cần sử dụng xe chuyên dụng, xe cứu thương bệnh viện hoặc là xe vận chuyển cấp cứu 115. Trường hợp người bệnh tự chọn dịch vụ vận chuyển phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn bệnh nhân. Cùng với đó, các cơ sở khám chữa bệnh phải nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ nhân viên, bao gồm cả nhân viên bảo vệ.
Nếu nhân viên bảo vệ của bệnh viện có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh và người nhà bệnh nhân thì sẽ phải xử lý nghiêm. Thưa quý vị, chỉ trong vài ngày qua, tình trạng côn đồ dùng dao, mã tấu, hung hãn chém vào người dân với tính chất manh động, bất chấp tính mạng và pháp luật đang diễn ra phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần nguyên nhân do những mâu thuẫn cá nhân, nhưng khi hành động thì có tổ chức và băng nhóm. Điển hình mới đây nhất là hai trường hợp của chủ quán cà phê ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và 4 nam thanh niên đang uống cà phê tại quận 1. Điều này gây hoang mang cho các chủ quán cà phê và cả khách hàng. Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 6 tháng 7, anh Trung, 24 tuổi, đang ở trong quán của mình thì có 4 thanh niên chạy xe máy đến dừng phía trước. Hai nam thanh niên nhảy xuống xe, tay cầm mã tấu vào quán vùng kiếm chém. Mặc dù khi bị tấn công, bố mẹ anh Trung có mặt ở đó và tìm mọi cách ngăn cản, cầu cứu người dân xung quanh nhưng bất thành. Sau khoảng 10 phút, các đối tượng mới tẩu thoát. Anh Trung bị mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á với nhiều vết thương ở hai tay, trong đó một ngón tay gần đứt lìa. Ngay sau vụ chém người ở Hóc Môn, vào chiều tối ngày 7 tháng 7, một vụ chém người nữa lại xảy ra ngay giữa trung tâm quận 1. 4 thanh niên tuổi từ 17 đến 20 đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 30 người chạy xe máy đến dừng phía trước mang theo nhiều mã tấu, gậy gộc xông vào quán chém xối xả. 4 nạn nhân bị thương tích nặng, mất nhiều máu, đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Trong đó có 2 thanh niên bị thương nặng ở đầu đang trong tình trạng nguy kịch. Một kho phế liệu nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc thành phố Huế bỗng phát hỏa dữ dội vào sáng nay, khiến người dân xung quanh một phen hoảng loạn, nháo nhào di tản người già trẻ em cùng tài sản. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 7, kho phế liệu của ông Phan Văn Lộc ở đường Trần Quý Kháng, phường Hương Sơ, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng xóm đã cố giúp gia chủ dập lửa nhưng bất thành. Nhiều đồ đạc trong nhà được di chuyển đi nơi khác để phòng ngọn lửa cháy lan. Khoảng 15 phút sau, 4 xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, do kho phế liệu nằm trong hẻm sâu lại chứa quá nhiều chất dễ cháy như đổ nhựa, bao bì ni lông, thùng xốp, nên phải sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế. 2 tiếng sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng toàn bộ kho phế liệu và một phần ngôi nhà của ông Lộc bị thiêu rụi. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Những chiếc xe máy điện không mang biển kiểm soát hay người điều khiển loại hình phương tiện này không đội mũ bảo hiểm xuất hiện tràn lan trên các tuyến phố. Và trong ngày đầu ra quân mùng 8 tháng 7 xử phạt vi phạm này thì Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã mỏi tay để ghi giấy phạt, ghi nhận của VTC14. Dù đã mua xe khá lâu nhưng chị Anh đã không đưa phương tiện đi đăng ký, mặc dù thủ tục khá đơn giản. Tại vì là kiểu 98 kiểu bây giờ đang bận ôn thi học ấy ạ. Thế nên là cái việc mà để kiểu chưa biển với các thứ thì em chưa nắm rõ ấy ạ. Nên là em cũng không biết là mũ bảo hiểm với cả thế là làm biển. Ghi nhận của VTC14 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã còn cho thấy khá nhiều chủ phương tiện điều khiển xe máy điện hay xe đạp điện ngang nhiên lưu thông không đội mũ bảo hiểm. Chỉ trong khoảng 30 phút xử phạt, đã có hàng chục trường hợp bị xử lý. Và họ có rất nhiều lý do. Xe này đi nó cũng thấp nên là đi mình tự biết điều chỉnh. Sang đường thì xi nhan cả đi mình nhìn được. Xe máy thì nó cao hơn. Do mày tai nạn rồi. Dạ. Thì nói chung cái đấy thì ai không ai biết trước được. Kể cả đội mũ bảo hiểm thì vẫn tai nạn bình thường. Cái đoạn đường nhà từ nhà đi gần quá. Từ nhà ở Ngọc Hà đi lên trên kia gần nên không được bảo hiểm gì. Dạ. Nên không được bảo hiểm gì. Vâng, đoạn đường nó gần quá thì anh đi không được bảo hiểm. Hôm nay thì đi học cho nên là cũng thực ra là có mang mũ bảo hiểm nhưng mà để lại mấy hôm mưa ấy ạ, thế là để ở nhà tại vì mũ bảo hiểm bị ướt ở bên trong. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội khẳng định tình trạng xe máy điện không đăng ký, vi phạm các quy định khi tham gia giao thông hiện diễn biến khá phức tạp. Đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 25. Tham gia giao thông em phải chấp hành đầy đủ luật giao thông đường bộ. Có nghĩa là xe của em thì đương nhiên em xe đạp điện em phải không phải đăng ký xe. Nhưng mà em phải chấp hành luật giao thông đường bộ như bình thường. Có nghĩa em người ta quy định em là đội phải đội bắt buộc em phải đội mũ bảo hiểm thì em phải đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp không có làm thủ tục đăng ký, không có biển kiểm soát thì đơn vị sẽ tập trung giữ xe.
theo đúng cái thông tư. Đấy. Thế và xử lý phạt theo đúng cái quy định của luật thông đường bộ. Thế và chúng tôi đã có giải thích cho cán bộ chiến sĩ biết để xác định giữa xe đạp điện và xe máy điện nó khác nhau ở điểm gì, để cho anh em nhận biết và khi kiểm tra có những cái xử lý đúng hơn và nó chuẩn xác hơn. Quy định xe máy điện khi lưu thông bắt buộc phải đăng ký, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, chủ trương này hiện vẫn chưa được các chủ phương tiện thực hiện nghiêm. Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi vi phạm vẫn đầy rẫy ngoài đường, còn lực lượng chức năng thì vẫn mỏi tay với xử phạt. Sau các dịch vụ miễn phí như trà đá, bánh mì, vá xe, sửa nón, nay người dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục chia sẻ tấm lòng của mình với những người dân nghèo khi xuất hiện một quầy quần áo cũ miễn phí ở tại quận 5. Mặc dù mới thực hiện được một thời gian, nhưng quầy quần áo miễn phí đã được sự ủng hộ và quyên góp của rất nhiều người từ nhiều nơi gửi về. Đây là lần thứ hai anh Phùng Cẩm Toàn đến quầy quần áo từ thiện để lựa những món đồ ưng ý sau giờ làm việc. Những món đồ lựa được anh cảm thấy rất vui vì chúng giúp đỡ anh tiết kiệm tiền mà vẫn có đồ để mặc trước đồng lương ít ỏi của công việc bảo vệ. Ở đây là cho chọn tự do hết á, giống như là thích cái nào là lấy cái đó, thích cái nào lấy cái đó. Quầy đồ từ thiện này được đặt từ khoảng 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, nhìn những bộ quần áo được sắp gọn gàng trên quầy với đủ mọi lứa tuổi và kích cỡ. Những cô chú nào đi qua, có người bán vé số, có người lượm ve chai hay đánh giày, các nhân viên đều tận tình chào đón vì nhiều người không biết chữ. Đồ của người ta không sử dụng nữa thì em sẽ chọn lọc cái nào còn tốt, còn mới thì em sẽ để lên kệ. Cô vui, cô tới cô cũng xin một vài cái về cho con nó bận mà con mình cũng mừng cho mình nghèo khổ mình đi lượm, mình tới là mình xin là mình bận là mình cũng mừng. Cảm ơn cái từ thiện đã nhiều. Lấy ý tưởng từ tủ đồ từ thiện từ phương Tây, lúc đầu tủ đồ được mở ra ít người biết và cho rằng ý tưởng nhằm mục đích PR. Vì việc làm xuất phát từ tâm nên ngày càng được mọi người ủng hộ. Đã đọc báo bên Iran thì thấy được là cái quầy quần áo từ thiện của họ, họ rất là ý thức. Là mỗi cái nào họ dư họ không cần nữa thì họ sắp lên kệ rồi, gọn gàng rồi xong rồi những người ta cần á ta lại ta lấy. Hy vọng là mọi người sẽ vui hơn và có những người còn giống như cuộc sống cũng có những người nghèo khổ thì hy vọng những cái điều này sẽ giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn một xíu. Khi mà tới đây á là người ta đem cái đồ đến và người ta cái tâm á người ta để đây và người ta sắp xếp rồi rất là đầy đủ. Những bộ quần áo được đưa đi, nó không chỉ đơn thuần là giúp đỡ về kinh tế cho những người lao động nghèo, mà cái chính là cho họ cảm thấy tình người, sự sẻ chia luôn sát cánh bên họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống còn xô bồ. Tin quốc tế, vụ việc cảnh sát Mỹ bắn chết hai người da màu càng lúc càng phức tạp khi mà vào giờ sáng nay giờ Hà Nội, 11 cảnh sát của Mỹ đã bị một số kẻ trà trộn trong dòng người biểu tình phản đối vụ bắn chết người da màu, bắn tỉa. 5 trong số 11 cảnh sát này đã thiệt mạng. Cùng lúc thì một trong hai kẻ bắn tỉa cảnh sát trong vụ biểu tình ở Dallas này được cho là đã dùng súng tự sát. Sau nhiều giờ đấu súng và bị bao vây vì gây ra vụ phục kích cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Dallas, bang Texas, một trong hai kẻ bắn tỉa cảnh sát được cho là đã dùng súng tự sát. Trước đó, cảnh sát trưởng Dallas cho biết nghi phạm này còn đe dọa đã đặt bom ở khắp nơi, trong gara ô tô cũng như ở trung tâm thành phố. Vụ nổ súng ở Dallas là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho lực lượng cảnh sát Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu từ Warsawa khi đang tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama lên án hành động bắn tỉa cảnh sát nói trên. Mạng sống của người da màu quan trọng, không có nghĩa là mạng sống của cảnh sát không quan trọng. Không có sự bào chữa cho những vụ tấn công kiểu này hay bất cứ kiểu tấn công nào nhằm vào lực lượng hành pháp. Những cảnh sát ở Dallas đang làm nhiệm vụ giữ an toàn cho những người biểu tình. Trước đó, cảnh sát trưởng Dallas, ông Brown cho biết, ít nhất hai tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngăn chặn đám đông biểu tình, phản đối vụ cảnh sát bắn chết hai công dân da màu tại bang Minnesota và Louisiana trong tuần này.
Còn theo các nhân chứng, họ nghe thấy một loạt súng nổ gần tòa thị chính thành phố vào lúc 21 giờ hôm qua mùng 7 tháng 7. Tiếng súng nổ khiến hàng trăm người biểu tình hoảng sợ, tìm cách trú ẩn. Hiện cảnh sát Mỹ chưa xác định được động cơ của các vụ tấn công. Được biết, họ đã bắt giữ một người phụ nữ và hai người đàn ông để thẩm vấn. Tính đến thời điểm này, số người bị thương trong vụ nổ xảy ra trên một đoàn tàu chở khách ở tại Taipei, Taiwan vào tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 7 đã tăng lên 25 người. Trong khi đó, thì giới chức thành phố đã bác bỏ giả thuyết đây là một vụ tấn công khủng bố. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Wang Baochang, Giám đốc Sở Cảnh sát Đường sắt Taipei cho biết, qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ nổ tàu điện xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 7 là một hành động khủng bố. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố, bởi những bằng chứng thu được tại hiện trường đều không ủng hộ giả thuyết này. Vụ nổ chỉ là một vụ án hình sự và hiện vẫn chưa có cá nhân hay nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Ông Wang cũng cho biết một ống thép dài 47cm được cho là thiết bị nổ đã vỡ làm đôi sau vụ việc. Đội điều tra đã tìm thấy một nửa ống thép này trên toa tàu trước đó một ngày và nửa còn lại được tìm thấy sau đó trên đường dây. Qua kiểm tra sơ bộ, ống thép này có chứa một chất bột màu đen được dùng trong pháo hoa. Theo ông Wang, một chiếc túi không thấm nước thường dùng trong leo núi cũng đã được tìm thấy trong phòng vệ sinh trên tàu. Hiện ống thép, chiếc túi cùng các đồ vật bên trong túi đều được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích thêm. Cơ quan cảnh sát Taipei cũng đã xác định một số nghi phạm có liên quan đến vụ nổ và không loại trừ khả năng các nghi phạm này nằm trong số những hành khách bị thương trên chuyến tàu. Hôm qua mùng 7 tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất 35 người ở khu vực Xinjiang nằm về phía tây bắc Trung Quốc thiệt mạng vì sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Thi thể của 35 người này được kéo ra từ đống đổ nát tối cùng ngày. Vụ lở đất do mưa lớn xảy ra tại một làng miền núi ở khu vực Yecheng, tỉnh Kasga, cách thủ phủ Urumqi ở khu tự trị 1.500 km. Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, nhiều đường xá trong khu vực này bị hư hại do mưa lớn, cản trở các nỗ lực cứu hộ. Lụt lớn tại miền đông Trung Quốc gây ra hàng loạt vụ lở đất và khiến ít nhất là 188 người tại 11 tỉnh thiệt mạng từ ngày 30 tháng 6 tới nay. Hơn 1,84 triệu người phải sơ tán và hơn 56.000 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất nước này kể từ năm 1998. Trong khi Trung Quốc đang cấp bách chuẩn bị đối phó với siêu bão Nepatak, người dân nước này cũng không quên đề cao cảnh giác với lũ lụt và các thảm họa thiên tai khác như lở đất. Sau một thời gian công bố cùng nhiều tin đồn, ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, nhà sản xuất Ringing Bells của Ấn Độ đã bắt đầu bán ra thị trường mẫu điện thoại thông minh Freedom 251. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chiếc điện thoại này không có giá là 4 đô la Mỹ, tức là chỉ bằng tiền 3 bát phở bình dân ở Việt Nam. Như vậy, chỉ với 4 đô la Mỹ, bất cứ ai cũng có thể sở hữu một chiếc smartphone vận hành trên hệ điều hành Android. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ phân phối 5.000 chiếc điện thoại. Hiện chúng tôi đã có 200.000 đơn đặt hàng. Freedom 215 sẽ được bán cả trên web lẫn ở các cửa hàng phân phối. Theo Ringing Bells, dù có bán giá rẻ nhất hành tinh, nhưng cấu hình của Freedom 251 cũng không hề thua kém với nhiều smartphone tầm trung hiện nay. Cụ thể, sản phẩm được trang bị màn hình cảm ứng 4 inch, dùng bộ vi xử lý lõi tứ với tốc độ 1,3 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, có thể mở rộng thêm bằng khe cắm thẻ nhớ, thỏi pin có dung lượng 1.800 mAh. Ngoài ra, sản phẩm này còn được trang bị camera sau 8 megapixel, camera trước 3,2 megapixel với góc chụp ảnh rộng để chụp ảnh selfie, hỗ trợ chạy SIM 3G, chạy bản Android 5.1 và có hai màu đen trắng. Ringing Bell chia sẻ, mục đích tạo ra chiếc smartphone siêu rẻ này là nhằm cung cấp cho những người nghèo, nông thôn, giúp mọi người có thể kết nối được với nhau và tiếp cận Internet dễ dàng hơn. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.